Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và mình là Gà Game đây. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Plants vs Zombie 2 nhá. Ở tập trước thì mình có mua cái cây bí đỉa và nâng nó lên level 4. Đây. Mình phải bỏ một cây đi, nó cây gì bây giờ nhỉ? Bỏ cây này đi. Xong 3 cây này có cái gì không? Có cái con Head Scooter, nghe nói là chùm solo gì gì đó. Kệ đi, chúng ta không cần thiết lắm. Ô nhầm nhầm tí thì nhầm chết chết. Bao giờ cũng trồng hoa đầu hai đầu đầu tiên. Mình cần trồng cây bất lửa. Cây bất lửa có vẻ hồi hơi lâu. Thôi, chơi chiến thuật câu giờ như mọi khi nhé. Chúng ta không có mấy cái gọi là cơ hội để chơi ngay lập tức. Nếu mà chơi ngay lập tức mình dùng min min cắt cũng được. Nhưng mà ở đây là màn băng giá, cái con bẫy gai chúng ta có thể bị gọi là bị đóng băng ấy, nên là nó ok có cái ớt lửa. Mình đang tính là bí dặn đi, có bí dặn này của mình nó dập được 2 lần đấy, phê chưa? Rồi, chúng ta cần hoa rồi, chúng ta đã sưởi có đủ cơ chế sưởi ấm rồi. Dập cái máy dập dập nó và min cắt. Ôi dồi ôi, dập chết min cắt mình rồi. Bocara này, lá cây và ớt ớt lửa. Con ớt lửa này dính vào băng là nó phá băng tốt cực, và có cái nó là cái hệ lửa mà này được búp khỏe lắm. Bocara được búp không hề ít đâu, à Bocara không hề yếu đâu. Tôi chết cha tôi rồi. Nó có màn này, nó có cái bẫy băng, là cái bẫy băng gì gì, là cái bẫy gọi là cái di chuyển các cái cây, các cho các con ma di chuyển lên xuống ấy. Cái bí dạng không giật à? Rồi lại trồng lại ớt chuông ở đây thôi. Map băng này cũng là một cái map rất là khó, theo mình thấy, theo mình nghĩ là như vậy, nó rất là khó đấy, không hề yếu đâu. Dập nó, dập máy, cái máy dập, úi giời ơi, chết luôn. Cũng thể dập được 2 lần khi mà nó về chỗ chúng ta nhận nhận được cái tay xương à. Một cái tay của con zombie cầm một khúc xương. Là sao nhỉ? Nó có gì đặc biệt không? Quest Computer, mình hoàn thành được vài nhiệm vụ vớ va vớ vẩn. U Draver gì gì đó. Thôi mình ngu tiếng Anh lắm, mình sẽ bỏ qua này. Các bạn có Thật thể mà kiếm không biết mọi người nào, chứ mình thì mình học tốt tiếng Anh lắm. Thời đi học thì cũng trong lớp thì cũng chỉ có vài đứa học được tiếng Anh thôi. Còn phần còn lại thì cũng như mình. Và chúng ta mở được cái map gọi là giống với phê cái kim tự tháp Ai Cập ấy. Xem có cái nhiệm vụ gì. Ối rồi ôi không. Một kim cương. Giờ chắc là tích kim cương đến mặt 21 luôn đi. Chúng ta sắp lấy được cái cây ối rồi ôi rồi. À cái cây bắn 4 góc của màn hình rồi. Rồi nói chuyện gì tôi kệ đi. Map này được chọn cây nhỉ? À nó không cho chọn cây. Map này chúng ta sẽ chơi luôn. Mình sẽ chơi cái này. Nó sẽ tập trung ở hàng giữa mà. Quá thật đấy. Mình cần một cây lửa nữa, sợ nó. Đây đây đúng đúng rồi, thế này. Nó đủ sức, nó dư sức để giết giết một con zombie không có mũ mà. Bẫy gai khỏe lắm. Chỉ tội cái là nó gọi là nó dễ bị đóng băng thôi. Con này không phải cây hệ lửa. Không biết có cái bẫy gai nào hệ lửa không nhỉ? Trồng một cây đây. Nó tỏa không tỏa nhiệt ra đấy à, ở hàng giữa chúng ta không cần phải trồng 2 hàng này đâu. Nếu mà nó xuất hiện con chim dodo thì mới phải trồng thôi, còn không xuất hiện chim dodo ấy thì chả cần thiết đâu. Thế nào bây giờ nhỉ? Thôi kệ, trồng ready.
Cho là cái đây là phá phá luôn cái băng ở cái con kia luôn. Phá băng luôn. Phá hết băng đi để gọi là nó. Ồ, ngon thế này. Mình có con rồng tỏa nó sẽ tỏa nhiệt lên lên tận trên này luôn. Khá là ngon. Rồi, nó sẽ gọi là rồng cây rồng lửa này nó là một cây hệ lửa mà. Nó sẽ tỏa nhiệt và bảo vệ cái cây bẫy gai kia mà. Ngon. Khá là tuyệt vời. Ồ, chúng ta có cái lam châm này. Trồng luôn. Hút 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 đúng rồi. Ở Plants vs Zombies 1 thì cây lam châm nó là một cây, nó là một loại nấm. Và mọi người biết rồi, nấm thì nó sẽ chỉ sống được ở, nó sẽ chỉ thức tỉnh được ở buổi tối mà thôi. Còn buổi sáng ấy thì muốn nó cho cái con nam châm này nó hút được ấy thì chúng ta cần phải gọi là dùng cho nó ăn cà phê. Cà phê cà pháo ấy. Cho một cái lá cây cho nó chiến này. Phá luôn, tiện thể phá luôn cái băng. Phá, tiếp tục phá băng này. Chỉ cần ăn một cái plant food thôi là đậu lửa nó sẽ phun phá băng luôn. À mọi người cho mình hỏi một chút nhé. Nó là cái cây, mọi người biết cây đậu băng không? Đó, và cái cây đậu lửa này, cây đậu lửa này hồi mình mua thì nó là giá 100 gram, còn giá thật của nó là 150 gram. Thì hồi đấy thì nó được giảm giá ấy mọi người. Thì cây đậu băng ấy nó lại không bán bằng kim cương, nó lại bán bằng tiền. Cho mình hỏi là cái cây đậu băng thì nó hơn cây đậu lửa ở chỗ nào? Ở phần 1 thì cái đậu lửa không có, đậu băng thì nó gọi là nó được cho free mà, đậu băng được free ở phần 1 ấy. Mình thấy cái đậu băng nó chả có cái gì đâu mà sao lại bán bằng tiền nhỉ? Nhiều ông chắc cũng chả muốn mua cây đậu băng đâu nếu mà có tiền ý. Rồi cho luôn cái lá cây vào. Kết thúc màn đậu. Chiến thắng thuộc về Gabi. Mình chỉ có 95 cắt tiền. Không có mảnh nâng cấp cây lên này. Năm cái nhiệm vụ. Tiếp tục đi. Các bạn lắp điện thoại cũng có thể kiếm được tiền. Ôi, cái quảng cáo đến từ Tút. Quảng cáo kiểu không làm mà vẫn có ăn. Chỉ cần đi bộ thôi. Nhưng mà về thực sự thì nó cũng không kiếm được nhiều tiền như chúng ta nghĩ đâu. Từ từ, bình tĩnh xem nào. Cái đậu này hình như mình nhớ là nó sẽ kết hợp với cái cây hoa mặt trăng ấy. Không có hoa mặt trăng thì mua cái này cũng vô dụng thôi mà. Mà này có con thả con sóc à? Vậy thì mình xem có cây nào có thể khắc chế nó này. Cái đậu lửa này. Cho cái đậu lửa này vào này. Khắc chế sóc thì chỉ có này, cây bẫy gà chứ còn cây gì nữa. Và po ca. Nó cũng chỉ như mấy cái mốt con gà đấy mọi người ơi. Từ từ cũng trồng một con min min cắt vội. Mình thấy con min cắt này là con min ngon nhất trong tất cả các con min bởi vì nó tạo ra được cái bẫy gai ấy mọi người. Rồi cho cái máy dập vào đây trước ấy. Câu giờ. Mình sẽ chơi cái kiểu câu giờ nhé. Câu giờ càng lâu càng tốt. Con bí của mình nó dập được 2 lần. Ui nó dập phát chết luôn rồi. Cho một cái cây phòng thủ này ra đây. Nó sẽ hất được 3 lần. Rồi, bây giờ là lúc chúng ta sẽ dùng bẫy gai. Sẽ dùng min cắt. Và đến lúc chúng ta cần dùng ớt chuông rồi. Sức mạnh của bí dận. Rồi, chúng ta sẽ dùng bao ca. Con bí dận này nó không giận, sao nó không giận cái sắt nhỉ? Sao nó không giận cái băng này nhỉ? Cái băng này nó kiểu bị bay với chúng tôi này. Ôi trông nhầm rồi, để định định dập con chim đô đô rồi. Ôi con chim đô đô. Ôi không sao, dù sao nó cũng bị mình mổ chết mà thôi. Bởi vì con cá sấu bị đóng băng à? Con cá sấu đây như là quả bơ hay sao nhỉ? Nhìn nhìn chả biết quả gì.
Nó bắn ra cái hột ở trong mồm chắc là hạt bơ. Nhận được một cái đầu. Tiếp tục nào. Nó không cho gì à? Màn này có cho chọn cây không đây? À, nó sẽ dẫn hết tất cả zombie đi xuống đúng không? Vậy thì mình đang nghĩ đến một cách chơi là cái này. Và không thể thiếu được chính là min cắt và poka được, và cái hệ lửa, con rồng đi, con rồng đúng không? Con rồng nó khá là hợp ấy. À, vẫn phải cần cái này chứ. Con rồng nó khá là hợp với map này. Ối rồi ôi. Thật là bất ngờ quá đi. Chúng ta đã có cái đậu pháo này. Nhưng mà trên hết vẫn phải cần cái hệ lửa để chúng ta có thể gọi là, vẫn phải cần cái hệ lửa để chúng ta gọi là bảo vệ sự đóng khỏi sự đóng băng chứ. Rồi chúng ta sẽ trồng hoa hai đầu nhá, và tí nữa chúng ta sẽ phá lớp băng cái đầu sau. Rồi sẽ dùng, ôi tôi chết cha tôi rồi. Sợ thật đấy. Tí thì toang sợ thế nhở. Ám ảnh luôn quả. Ngủ dụ nó cho một phát vào trong đấy. Vớ vẩn chết cây của mình. Mình không muốn cây của mình chết đâu. Con này nó bắn nó full map nhở. Thế thì ố rồi ôi. Cho quả mưa đạn này. Mình muốn cho một cây đậu lửa để phá cái lớp băng đi ra. Cho tao mặt trời đi. Được rồi. Úi nhầm. Mình định cho một cây hoa hai đầu mà. Thôi lại phải dùng này thôi. Xong mình. Ôi. Đen thế. Sao số tôi nhỏ thế. Ui thắng thôi. Sao số tôi nhỏ thế nhờ. Phí mất mấy nghìn tiền. Rồi ôi. Trồng cây ngu quá. Ôi cũng nhờ thế mà mình cũng biết được cách thức hoạt động của cái nút lửa lửa kia. Chứ mình cũng chả biết nút lửa đấy như nào. Coi như là để chúng ta gọi là biết biết về nó thôi. Và ok, video của mình xin tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Và đừng quên cho mình một nút like và một subscribe kênh. Bật chuông thông báo, chia sẻ video này đến những người chưa biết đến kênh của mình. Để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Tạm biệt mọi người.